mm-hmm mm-hmm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Ok xin chào các bạn uh, hai 2k5 nha Nghe chủ đề của sở uh, Bình Phước nha em Gì vào luôn đi anh hả Khô máu hả <laughs> Vào luôn à <rồi>. yeah. <laughs> Ờ đề này anh thấy là chuẩn cấu trúc của đề minh họa năm nay mấy em nói chung là đề mới mấy sở thấy rất là chuẩn cấu trúc nha như đề sở nào cũng chuẩn hết đó có đề của mấy trường lâu lâu nó hơi khác thôi hello em chào bạn Nhạc thanh à. Ai à, sợ luôn nha. Sợ luôn nha mấy em. Cho luôn đề Sở Bình Phước nha đề này anh thấy cũng được có cái bài đọc hiểu nó hơi dài á bài đọc hiểu hơi dài xíu mà 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 chắc cũng không khó lắm đâu anh này nghĩ là chắc đề này không có khó lắm Rồi, sửa luôn nha mấy em. Vô luôn nha. Vô vô. Let's go Sở Bình Phước Câu số 1 Đây là phát âm theo nguyên âm Thì Câu số 1 mấy em coi dùng phong nào mấy em Đó là Dress Twelve Step Câu đây là Key Âm y đúng không? Key Câu đây luôn nha Âm y mấy em Key Âm y á Nè bật coi coi nè Key 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 âm này là âm uh, y với em đây key đó bi nha key có mấy kia làm em em key mấy kia làm e nha khi như là gì đây à uh, dress trail step câu số hai câu số hai là school ở à, này xác cũng nó làm ca em school làm ca còn là làm chờ catch much choose catch much choose thì câu này là câu a nha school âm ca mấy kia làm chờ catch much choose âm chờ cái như là cái âm này nè catch chờ 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 người nơi ấy thế là phải âm theo phụ âm nha là như âm này mấy em âm chờ catch choose nên câu này là câu uh, a school câu số 3 uh, câu này dùng cái gì đây đây là câu A em Disappear Nhưng âm 3 nha Disappear Âm 3 Còn lại là âm 1 Clarify Candidate Properly Thì câu này là câu A à. Disappear Nhưng âm 3 nha Disappear Câu số 4 Câu nào đây Câu số 4 là câu A à. Agree Nhưng âm 2 em Còn lại là âm 1 Squallow Scary Decent Squallow Scary Decent Âm 1 Câu A là ấm âm hai agree rồi tiếp luôn nha tiếp lần tiếp lần câu số 5 đi à, cái này dùng cái gì em à, ở đây để nha a business thì em nhớ cho anh mình sẽ có một cái cụm đó là run hoặc là star a business nha nhớ nha a business ở đây mình dịch là doanh nghiệp á thì mình sẽ có hai cụm này run a business hoặc là start a business thì câu này là câu D run ở đây mà dịch là điều hành mấy em run ở đây là điều hành nhá run a business chủ tối quyết định là điều hành một cái doanh nghiệp sau khi nghỉ hưu từ cái công việc trước đó là câu D run a business còn start business là bắt đầu cái việc kinh doanh này câu số 6 be fund of thích cái gì đó yêu thích câu A be fund of câu số 7 có đen là dấu hiệu của so sánh hơn câu C tastier Tasty. Mấy em nhớ tính từ hai âm tiết tận cùng mấy đuôi như là đuôi uh, giả hoặc là đuôi là e như symbol hoặc là đuôi ow thì nó là tính từ ngắn nha. Tính từ hai âm tiết á. tận cùng là mấy đuôi này nè, dài là e, o ow như narrow á. là tính từ ngắn. Thì nhé. Pizza thì ngon hơn so pizza chúng tôi ăn vào tuần rồi. OK. Đây câu số 8 đây là về rezob thì câu này mình dùng cái gì đây? đây chính xác với về nghĩa mấy em. Để nè, công ty thì mình sẽ dùng câu C nha. Take cover. mình dịch là thâu tóm Kiểu như mình, mình 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 mua cái công ty đó mình kiểm soát đúng không em? Mình thâu tóm nó. Đó. đó, mua luôn công ty đó, kiểm soát nó. Thì câu này là câu C nha. Take cover. mình dịch là thâu tóm là một CEO mới, CEO mới dự định là thâu tóm cái công ty và tiến hành Tiến hành Implement đó. Tiến hành uh, Một vài cái thay đổi Quan trọng Cho cái cách nó hoạt động của C Câu A uh, Pull out Mình nhận là rút ra Rút lui Rút lui Câu B là vượt qua căn bệnh hay là cú sốc Câu D thì là cởi đồ Hoặc là cất cánh Đối với máy bay Hoặc là thành công Đối với sự nghiệp Thì câu này là câu C nhé Rồi tiếp luôn Câu số 9 Ở đây mấy em nhớ cho anh Tiếp viên hàng không Mình sử dụng flight flight attendants là tiếp viên hàng không nha tiếp viên hàng không dùng flight attendants thì ở đây câu này mình dịch là bốn tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines đang bị uh, bị uh, điều tra investigated Vì điều tra cho việc smuggling drugs Cho việc buôn lậu thuốc từ nước pháp vào tuần rồi hãy cô đây nhé flight attendants tiếp viên hàng không qua uh, waitresses waitress mình dịch là ngồi bàn nữ á cô vàng nữ Cô B Voyager là kiểu người đi du lịch à Mà đi xa Cô C là trợ lý à Assistant đây, tiếp luôn nha Câu số 10 Want to do something Muốn làm gì thôi Cô B Cô ấy muốn học tiếng Pháp Để giúp đỡ cho cô ấy trong chuyến đi tới uh, Sắp tới tới Paris Paris Này cô B Want to learn Câu 11 Ở đây có when Với sau có hư đơn gọi này hay hoài luôn Quá khứ tiếp diễn thôi nha Cái này làm chắc mòn luôn rồi đây là câu A. Rồi tiếp luôn nhé. Câu số 12, ở đây mấy em để danh từ Apple. Thì Apple đây là danh từ đếm được số ít. Danh từ đếm được số ít thì mình sẽ có thể dùng ờn hoặc là dùng đờ. Cái rỗng thì mình chỉ dùng với danh từ số nhiều hoặc là danh từ không đếm được nha. Câu A loại rồi. Ở đây mấy em nhớ nhanh, mình sẽ dùng mở từ ờn. Trước nhiên, danh từ khi nó mang ý nghĩa là một đây là tôi cần một quả táo cho cái công thức này For this recipe Là một quả táo đúng không Dùng ờn Bắt đầu nguyên âm ở đó Dùng ờn nha Ảnh apple Đó Tôi cần một quả táo cho cái công thức này Nhưng tôi không có bất kỳ Nhưng tôi không có một quả táo nào hết Ở trong cái ngôi nhà Thì câu này là câu d nha Nhớ là dùng ờn Trước những danh tự Khi nó nghĩa là một Đó là cần một quả táo thôi Chứ không phải là hai quả đó Là I need an apple or eleven hoặc là một quả chanh đó nhớ nha à, Hoặc là đề cập lần đầu thôi đó này câu, câu số 13 ba em nhớ danh mình có một cái idiom là hit the nail cái này dễ mấy em idiom này thấy phổ biến à hit the nail on the head câu c hit the nail on the head mình dịch là nói chính xác to say something that is exactly right câu c nha hit the nail on the head ở đây nói chính xác khi anh ấy cho là cái công ty cần được cần phải cải thiện cái dịch vụ khách hàng thì câu C như là nào on the head rồi câu số 14 ở đây em thấy cái gì đây của Việt Nam là một cái golden star ngôi sao vàng với năm cái chấm à? năm cái điểm tượng trưng cho năm tầng lớp trong xã hội Việt Nam five classes class ở đây mình dịch là tầng lớp thì đây là cái nhân ngôi sao vàng thì mình kiểu như cái biểu biểu tượng đúng không biểu tượng của đất nước luôn thì mấy em nhớ biểu tượng của đất nước mình sử dụng OA nha. Em lầm. Cái này là biểu tượng một cái đất nước hoặc là biểu tượng một cái tổ chức nha. Nó đi với of em? Nhớ nha. Em lầm of something. Nhớ anh nha. Em lầm of something. Biểu tượng đó, một cái tổ chức, của tổ chức hay là của một quốc gia. Hay là biểu tượng của Việt Nam là ngôi sao vàng. qua A, em lầm. cô B slogan mình dịch là khẩu hiệu rồi. Cô C Banner, cái biểu ngữ á, biểu ngữ, biểu ngữ cái như thường đều quảng cáo em cứ như là một cái cái gọi cái, cái gì ta cái 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 uh, thường phải đi ngoài đường đó, thấy người ta hay dăng dăng cái dây, dây dài dài đó tấm dài dài rồi có cái độ cầm hai bên gì đó mình gọi là biểu ngữ còn logo là logo, logo rồi các công an nhé biểu tượng câu số 15 để động từ nhất trong câu là khi động từ hai là belongs thì hai động từ trong câu phải dùng mình đều quan hệ ở đây là cái này thấy nhiều cũng nhiều đề của mấy sở có câu này mấy em ở đây là con nào đây con nào em ở đây à mấy em nhớ cho anh cái động từ luật khi mình dịch là xác định vị trí ở đây nếu mà mấy em chọn ngôi a được không cái ngôi nhà mà xác định vị trí nghe nó kỳ kỳ đúng không luật khi là động từ là xác định vị trí còn cái chữ luật khi đó nó có tính từ tính từ của nó là luật khi luôn nha mình dịch là tọa lạc nó giống với situated đó thì cái này là câu c nha ở đây thực chất là cái gì mấy em rút gọn mình đều quan hệ với tính từ nha which is located ở đây là rút gọn về đại quan hệ và tính từ thì mình sẽ lược bỏ đại từ quan hệ và bỏ luôn động từ to be nhớ nha located ở đây là tính từ nha mấy em là tọa lạc á kiểu như nó mang nghĩa là tọa lạc luôn nên cái câu này là câu uh, c ngôi nhà mà tọa lạc ở cái góc đường thuộc về bạn của tôi thì câu này của c which is located rồi tiếp luôn câu số 16 ở đây để by cộng tân ngữ là dấu hiệu của câu bị động là câu d words organized cái toàn bộ cái câu toàn bộ bộ sưu tập của hư viện được tổ, tổ chức bởi một nhóm tình nguyện viên rất là cống hiến câu d words organized câu 17 để ý đây là về từ loại screening là danh từ một cái buổi chiếu phim thì trước danh từ là dùng tính từ câu c private riêng tư cái này là động từ à. tuy đưa động từ nhá câu a là danh từ nhiều người đặt một cái buổi một cái xuất phim riêng tư để mà họ có thể tận hưởng nó mà không có bất kỳ sự sao nhãn nào hoặc là sự gián đoạn nào destruction là cái sự sao nhãn này là sự gián uh, sự sao nhãn hay là sự gián đoạn của c giống của anh <laughs> ví dụ uh, drama gì đó đúng không nhưng mà của anh uh, chứng hành riêng tư này của c Ai à, có số 18 he won thì quy định lại là will he câu đề. will he thôi câu với mấy em đây, đây chào bạn thanh thương nguyễn nhé hello em câu 19 ở đây là về mình để trang ngữ chỉ thời gian à, mấy cái này mấy em cứ nhớ cho anh là ghế tương lai ở đây nó sẽ phối với hiện tại đơn hoặc là hiện tại thành nha hiện tại đơn hoặc là hiện tại thành thôi nhớ nha để nó đi với hiện tại đơn hoặc là hiện tại thành cô ấy sẽ đi nghỉ một tuần ngay khi cô ấy hoàn xong cái dự án ok đây à các em coi cái uh, chỗ này có hát mắt gì không ta ổn em mấy nào, mắc chỗ nào mắt chỗ nào cứ uh, nói nhé Thường hi em ơi Cố lên với tâm nha À, tiếp luôn nha, câu 20 luôn em à, em mấy, mấy, à... mấy, bạn nào mà có đề mấy thi cứ gửi nha Bạn nào mà đề mấy trường, mấy sở mới thi thì cái gì cứ gửi anh Câu số 9 hả Câu số là Fly Attendant là tiếp viên hàng không em Nói cầm cố định luôn á Fly Attendant là tiếp viên hàng không nha à, câu 20 nè Tôm đây ở nhà hàng Ông waiter một người bầu bà bàn đến gần và hỏi nãy như yêu cầu nãy order order thức ăn à. thì bà bàn nói gì good evening chào buổi chiều chào mừng đến nhà hàng của chúng tôi với lại see the menu À uh, uh, ông có muốn uh, xem menu hay không thì nếu mà đồng ý sẽ là yes please có làm ơn à cô bê thôi nha mấy em yes please có làm ơn À, bạn muốn xem menu thì mình đáp lại là đồng ý là cô B với yes, sao Google nào không phải cái này đáp lại lời nevermind uh, never là là xin lỗi được nè never mind cô đây là không vấn đề 21 giáo viên thì đang bàn luận bullying để, uh, cái việc bắt nạt với uh, chat thì giúp chắc nó gì mấy em cái việc bắt nạt có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng lên sức khỏe tinh thần và uh, hạnh phúc của một người thì tiết trời gì chúng ta phải ngăn nó sớm nhất có thể thì đây là thấy teacher đồng ý với ý kiến của chắc không đồng ý ABCD là câu C là phù hợp nhất nhé mấy em that's a good point đó là một ý kiến hay hay là đó là một ý kiến tốt đó. đó là một ý kiến hay that's a good point tôi đồng ý bạn câu ABD là không phải rồi câu D là thật là vớ vẩn anh nonsense rồi tiếp luôn nha mấy em câu 22 trái nghĩa xe của tôi đã À, tạo ra một vài tiếng ồn khá là lạ gần đây Tôi đã nhờ người sửa nó rồi Cô Trúc hép xâm Repair sửa chữa Thì trái nghe lại là phá hoại Cô B damaged Phá hoại nha Cô B damaged Cô D sửa chữa công A cố định 23 sau khi nghe là her friend Sau khi nghe là bạn cô ấy dự định là bán cái uh, Prized possession Cái này là tài sản à uh. Prized đây là tính từ mấy em, chữ này giống mấy chữ uh, valuable, quý giá đó. Mary Smerat, bởi vì anh ấy không trung thực. Anh nghĩ câu này mấy em đoán được. Mình kiểu như là sao? Nghe tin là bạn mà uh, bạn của ấy là bán cái tài sản quý giá, Mary uh, kiểu nghi ngờ đúng không? Bởi vì anh ấy không trung thực, kiểu hay nói dối á. Nên mà nghe bạn nói vậy là mình không có tin. Đúng không? À, bạn mình bởi vì bởi bởi bạn mình nói hay nói dối á, không trung thực nên là mình không có tin kiểu cái cục này kiểu như là nghi ngờ không có tin thì trái nghĩa là tin thôi tin là tin là đúng á là cụ d believed it right tin là nó đúng à cái này kiểu như không tin đó thì trái nghĩa là tin là nó đúng câu a tin là sai à Công b tự hào proud of c nghi ngờ là nó sai là cụ d nhé rồi hai mươi ở hai mươi bốn luôn some schools một vài uh, ngôi trường thất bại trong việc chuẩn bị học sinh những cái nghề nghiệp thế kỷ 21 à. Career là nghề nghiệp mấy em cái mà làm cho họ out of work out of work nó bằng với unemployed thất nghiệp á thì career là nghề nghiệp là công an em occupations hay là công an nha công việc hay là nghề nghiệp là câu a câu b apprenticeship mình dịch là cái gì mấy em kiểu như là cái uh, việc uh, học nghề á apprenticeship apprenticeship vì học nghề còn câu c flexibility mình dịch là cái sự linh hoạt flexibility câu d là cái việc thanh toán à ngày trả lương hai mươi lăm nghệ sĩ có khả năng create tạo ra một bức tranh rất là đẹp với chỉ một vài cái màu sắc thì create là tạo ra đồng nghĩa là câu b produce với create tạo ra này câu b thôi nhé không a để xuất à. Câu C là mua sắm rồi. Purchases. À, tiếp luôn nha mấy em. Tiếp luôn nhé. Câu số 28 là cuối cùng tôi gặp bà tôi là ở đám cưới của chị gái tôi. Thì viết lại là tôi đã không gặp bà tôi kể từ, từ khi gì đó đúng không? Cô câu C thôi. Này thấy nhiều rồi. Đó, tôi đã không tôi đã không gặp bà tôi kể từ, từ khi đám cưới của chị gái tôi câu số 27 bảy đây từ thuật câu hỏi yes no thì em nhớ cho anh từ câu hỏi yes no là mình sẽ dùng cái gì chủ ngữ cộng với as cộng với tân ngữ cộng if hello weather cộng s cộng verb lùi thì nhé cộng s cộng verb lùi thì để từ câu hỏi yes no thì mình mới dùng if với weather nhá còn câu hỏi có từ để hỏi sử dụng wh thì ở đây em thấy uh, đổi ngôi nè du ngôi thứ hai đó hai người nghe người nghe đây là john là hi đúng không Câu d là mất cái từ ngữ ở đây à sai à? rồi quá khứ đơn lựa xuống quá khứ hình thành câu a câu a thôi nha rồi tiếp luôn nha câu số 28 mươi I, I, am required to tôi yêu cầu là hoàn thành chương trình đào tạo điều yêu cầu là bắt buộc câu d must complete a training program before starting my new job là câu D. Rồi, tiếp luôn nha. Ok không? Ok home em? Ok home 29 luôn nha 29 ở đây để nè có last night qua khứ đơn đúng không không à qua nha ở đây là hết có cứ đơn là, là, là câu a hơi hết cô ấy à, có một cuộc gặp mặt với sếp của tôi bàn luận cái uh, my performance và lần cái uh, hành tích à, bàn luận cái gì chứ cái uh, review performance review về cái có là cái gì ta cái hành tích nè cái phong độ gì đó và tối qua câu số 30 tôi thấy một cái đầm rất là đẹp ở à, cửa hàng vào hôm qua Tôi quyết định mua nó UD It Bởi vì uh, dress ở đây là switch đó đây Là size câu d nha Rồi câu số uh, 31 Anh xem là tự vận không em Đây nhìn là biết size câu b đúng không Thì mấy em nhớ cho anh ở đây là <laughs> hey, hiểu không chị appreciable nha ở đây bây giờ là đáng kể mấy em nên sao về từ vận à từ uh, dễ nhầm lẫn gì đó appreciable chữ này mình giờ là đáng kể mấy em đáng kể chữ này bằng với chữ uh, considerable nha appreciable với considerable đáng kể hay là lớn á giống với significant đúng không em giống với chữ này nè giống với chữ significant đáng kể hay là lớn như là ảnh hưởng đáng kể á của B Appreciative mình dành là trân trọng rồi Biết ơn này của B The new marketing strategy Một cái chiến lược marketing mới Có cái ảnh hưởng rất là lớn à, đáng kể nè Lên cái doanh số công ty Dẫn đến cái sự gia tăng rất là lớn Về doanh thu Revenue này của B nha Appreciative mình dịch là trân trọng rồi Rồi tiếp luôn nha mấy em Rồi ổn không Bây giờ, ok không ok không okay. Tiếp luôn nha Đây nha impact đây ảnh hưởng á ảnh hưởng đáng kể hay là ảnh hưởng lớn câu số 32 ở đây là câu uh, điều kiện đúng không ở đây em để hai với đều là hiện tại đơn hết is với can thì diễn tả tình huống trái hiện tại mình sẽ dùng điều kiện loại hai câu đề mình dịch là nam không phải con chim anh ấy không phải uh, bay qua các tầng mây hả so như bay bay bay, bay lên với em bay cao bay qua cái tầng mây thì đây câu a là nếu nam là con chim anh ấy không thể bay sai câu b là quá khứ hình thành à? sai cái phân dùng trong câu ước á à, ước trái ước trái hiện tại ví dụ quá khứ đơn nha câu c à, câu c đúng nè nếu nam là con chim anh ấy có thể bay xuyên qua cái tầng mây bay qua cái tầng mây câu c câu d được kỷ lộ một là sai nhá rồi là miễn là này câu c rồi 33 ba phút lâm phút là ai ta ở đây ở đề của sở Bình Phước, chắc bạn này ở tỉnh Bình Phước nha Phúc Lâm tập trung học trong một vài tháng Right after that Rồi, cái cụm này quan trọng nè Ở đây là mấy em biết là hành động nào sẽ trước, hành động nào sẽ sau đúng không? Ngay sau đó, anh ấy giành được huy chương trong cái kỳ thi Olympic quốc tế Thì đây là mấy em biết được hành động thứ nhất xảy ra trước hành động thứ hai nha Kiểu như Phúc Lâm tập trung học, thì sau đó thì anh ấy giành được huy chương Thì đây là uh, công an phải không? nó siêu là mãi cho đến khi nó sẽ đảo ngược với sau như vậy nè mãi cho đến khi phúc lâm dành được huy chương thì anh ấy mới tập trung học sai cái từ đầu mà tập trung học trước rồi mới dành huy chương nha UB b chỉ sau khi only after đảo ngữ với sau đảo ngữ rồi nhưng mà tự nhiên cái vế đầu nó tự nhiên nó đảo thêm cái nữa sai em vế đầu không có đảo ngữ nha only after cộng s verb thôi vế sau mới đảo trộm từ s verb như vậy còn b nó sai cái ngữ pháp rồi câu c before dùng trong điều kiện loại 2 loại 3. Bây giờ là nếu không có. Câu C là nếu không có hy chương gì đó, Phú Lâm sẽ không tập trung học. Sai nghĩa nha. Đây là câu D, only when ngay khi thì ngay khi thì nha. Ngay khi Phú Lâm tập trung học trong vài tháng thì nó giành được huy chương trong kỳ Olympic quốc tế. Đó, câu trúc Hartley Wen là đảo ngữ về đầu á. Nhớ nhanh nha. Ở dưới lại sơ sơ công thức cho mấy em nhớ nó cộng s verb cộng chọn từ s verb. đó mãi cho khi cái only after nó cũng giống như vậy nhé em only after nó cũng uh, giống như vậy chỉ sau khi còn hardly when thì nó sẽ đảo ngược với đầu đó nhớ như vậy nhé trên chiều after Mọi với sau Còn hardly when đảo ngữ với đầu rồi Với đầu dùng quá khứ hình thành Với sau quá khứ đơn Là tập trung học thì sau đó nhận được hay chương Rồi tiếp luôn bài đọc điền nha Yo 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 Khô máu khô máu Câu uh... Câu gì đây Uh, và đầu tiên, à driverless cars driver là tài xế à là xe không xe không người lái driverless cars là là kiểu không xe không người lái cũng bị đến như là autonomous vehicles uh, xe tự động là một hình thức giao thông hình thức uh, phương tiện giao thông mà có thể sớm trở nên phổ biến á mình place phổ biến trên đường của chúng ta with advanced technologies với công nghệ hiện đại như là sensors cảm biến camera và gì đây machine learning algorithms thuật toán máy học thì xe không người lái có thể Con này dễ wow, em navigate là định vị nhé the roads mình dịch là con đường á the roads là xe không người lái có thể định vị những con đường và đưa ra những quyết định mà không cần sự nhúng tay của con người without need for human input thì con này là con a nhớ nha navigate là định vị định vị đó. điều hướng định vị hay là điều hướng nha định vị hay là điều hướng câu c là bắt bắt lấy à capture câu d address động từ là giải quyết thường là giải quyết vấn đề address a problem rồi 35 là về lượng từ em nhớ danh đây là danh từ số gì đây cái dạng này cứ coi danh t... mình phải xác định được danh từ số ít số nhiều hay là khối được advantage là danh từ số ít rồi câu b thôi anh nói đã. Câu A, câu A, câu A, câu, câu A là cộng danh từ số nhiều à Câu C, là cộng danh từ không được Câu D thì là cộng danh từ nào cũng được Là danh từ số nhiều hoặc là danh từ khó được nha Cái này không cộng danh từ số ít nha Lộ. Cái này cộng danh từ số nhiều hoặc là danh từ không được cái Này Chỉ có B cộng danh từ số ít thôi Another advantage Một cái ưu điểm khác của xe không người lái là Cái tiềm năng của chúng trong việc giảm thiểu cái số lượng tai nạn Gây ra bởi hỏng hóc Gây ra bởi sai sót con người thì uh, tài xế là con người á có thể bị distracted bị sao nhãn hoặc là đưa ra những cái quyết định sai trái lại là xe tự động thì được lập trình để rồi ở đây traffic laws là gì mấy em uh, luật giao thông tuân thủ luật giao thông tuân theo luật giao thông động từ obey obey nha obey something obey thì thường mấy em dịch là vâng lời đúng không vâng lời bố mẹ nó cũng có nghĩa là tuân thủ nha anh ghi thêm mấy cái siêu niêm của nó nè mấy em nhớ dành mấy chữ này À rất quan trọng nè. căn cứ vào brushless cars hả? Ông oh nó no, không phải em ơi, cái này, cái, này, cái câu 35 ở đây ưu điểm của xe không người lái. Nếu mà em dùng mini á, nếu dùng mini thì động từ ở đây phải là động từ số nhiều đúng không? Đúng không? Nếu mà em dùng many thì động từ đi xuống nhiều rồi Thì advantage nè, ở đây mới là chủ ngữ chính nha Cái như là ưu điểm của cái gì? Ưu điểm của xe không người lái nha Là số x uh, ít Nó đây là câu Another Rồi à, ở đây mới nhớ danh nó sẽ bằng với mấy chữ như là confirm to Cái này anh thấy trong đề của trường nào rồi nè Comply uh, with bằng với uh, uh, bye bye đó em nhớ mấy cái synonym này nha obey bằng với confirm to bằng với comply with bằng với bye bye có một cái đề của sở nào á mà nó cho bốn chữ này luôn nè thì nó sẽ hù vào mấy cái giới từ của nó obey không đi với giới từ rồi nhớ nhanh nha confirm to comply with a bye bye tuân theo câu b từ chối rồi reject câu d là phản đối protest thì câu này là câu a ở à, cái này ông nãy đọc cái này là gì ta? ab à? hay là câu này là câu câu a em, câu a nha? ab, ab đúng rồi, ab, là câu a là trái lại là những cái phương tiện tự động là điều lập trình để uh, tuân theo những cái luật giao thông và đưa ra những cái quyết định an toàn. Thì điều này có nghĩa là xe không người lái có cái tiềm năng là làm cho con đường của chúng ta an toàn hơn cho tất cả mọi người. Rồi, mấy em hãy cái đoạn trên này đang đề cập ra những cái ưu điểm rất là tuyệt vời của xe không người lái. Nên chỗ này mình dùng cái gì? Đây là câu damn, em nha. Do đó, do đó nó thì không ngạc nhiên, no wonder. Do đó thì nó không ngạc nhiên là nhiều công ty đang đầu tư rất là nhiều vào công nghệ xe không người lái. Đó, do đó thôi nha như đã trước đề cập một loạt cái lễ rồi là cho đó rất nhiều công ty đầu tư vào wow trong khi thì vẫn có những cái mối lo ngại để giải quyết address như là cái tiềm năng cho à, tấn công mạng cyber attacks. tương lai của xe cầu người lái trong rất sáng sủa bright với việc nghiên cứu liên tục và phát triển chúng ta có thể sớm thấy một cái thế giới ai chính xác nhất là câu c nha chỉ nơi trốn em que mà dịch à chúng ta có thể sớm thấy một cái thế giới nơi mà những xe không người lái là cái nôm tiêu chuẩn thay vì cái sự ngoại lệ exception đó thì câu này là câu xe. chạy tiếp luôn nha tiếp luôn nha mấy em Thế luôn nha. Nói luôn cái bài đọc hiểu uh, 5 câu mấy em Thấy bài đọc hiểu này cũng được Rồi mấy em vô, nhớ đọc kỹ cái đoạn một nha mấy em Vô nè Women's equality Cái sự bình đẳng của phụ nữ là một cái vấn đề rất là quan trọng Important issue Là một cái vấn đề quan trọng mà đã được thảo luận trong nhiều năm Thì phụ nữ uh, đã từ lâu á, uh, historically Đã từ uh, rất là lâu đối mặt với những cái bất lợi trong những lĩnh vực như là giáo dục và nên làm việc thì trong khi những trong khi cái sự tiến bộ đã được thực hiện mình có rất là nhiều thứ để làm rồi đang nói về cái đồng hồ là gì mấy em bình đẳng phụ nữ là một cái vấn đề quan trọng như, như phụ nữ là từ lâu là gặp uh, mấy cái thiệt thòi trong uh, giáo dục trong giáo dục và nên làm việc rồi đọc tiếp đoạn hai nha One major challenge một cái thách thức lớn mà phụ nữ đối mặt là phân biệt đối xử ở nơi làm việc discrimination là cái sự phân biệt đối xử ạ à, à, thức đầu tiên là liên quan tới phân biệt đối xử ở nơi làm việc thì phụ nữ thường được trả tiền à, thường được trả lương ít hơn so với đàn ông với cùng công việc và ít có khả năng là được hăng dứt cho những vị trí lãnh đạo thì điều này có thể giới hạn cái cơ hội nghề nghiệp của họ và hold them back khiến họ thụt lùi đúng không làm họ thụt lùi Hô somebody bắt mình dịch là ngăn cản sự phát triển của ai á kiểu vậy mấy em kéo người ta xuống á ngăn cản sự phát triển của ai thì đây em thấy là điều này có thể uh, giới hạn cái con người nghiệp và ngăn cản họ phát triển ngăn cản phụ nữ phát triển đúng không đâm là thấy cho women nhá women có bốn và cô b em women đó hô đâm bắt hô somebody bắt kiểu như là ngăn cản họ phát triển nên là cô b back rồi thì ở đây em thấy đoạn 2 nói về cái khó khăn đầu tiên mà phụ nữ phải đối mặt đó là liên quan tới phân biệt đối xử ở nơi làm việc ở đây mình làm lịch câu 40 với em theo cái bài đọc one major challenge một cái thách thức lớn mà phụ nữ đối mặt ở nơi làm việc là cái gì nghe dễ à b lower payment kiểu như là lương thấp hơn em lương thấp hơn nha nên con này là câu b đây gặp ở đây nè À, uh, em. Women often pay less than men for the same job. Đó 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 nha. Phụ nữ thường được trả lương ít hơn so với đàn ông trong cùng một công việc. Nên câu này là câu B, được trả lương ít hơn. Câu A khó khăn tìm việc à? Không phải. À? Câu C thiếu dục, à, không có đề cập. Câu D, để đang nói về workplace mấy em, ở đây làm việc nha. Câu D là đào tạo không đầy đủ là sai. Rồi, đọc tiếp cái đoạn 3 luôn nha. Uh, bắt đầu tới cái uh, bất lợi thứ hai nè access to education cái việc tiếp cận với giáo dục là một lĩnh vực khác nơi mà phụ nữ từ lâu đã bị thi thòi đó, nên làm việc về tại giáo dục thì ở một vài nơi thì girls những cô gái thì không được động viên đến trường hay là theo đuổi uh, những cái mục tiêu học thuật hay là nghề nghiệp cái mà hạn chế cơ hội của họ cho thành công cá nhân và tài chính rồi đọc tiếp nha bất lợi thứ này, bất lợi thứ ba đúng không gender violence bạo lực ha bạo lực dựa trên giới tính là một vấn đề khác mà phụ nữ phải đối mặt violence chữ này dễ rồi bạo lực bạo lực bạo lực bạo lực bạo lực gia đình nè à. bạo lực thì đây câu nào em 42 dùng cả gì đây nhìn nó bán em đóng đón à con nào em câu a là gì một cái nỗ lực không thành công Attempt mình dịch là nỗ lực á effort nỗ lực còn câu B, destructive force Force thì thường em dịch là lực đúng không? Lực, lực lượng Hoặc là vũ lực Thì destructive force mình dịch là vũ lực Kiểu như là dùng vũ lực để đánh á Apple là câu B nha Destruct, Destructive force, vũ lực Giống với câu D nhất, violence Còn câu C, một cái hành động hữu ích rồi Câu D, một cái uh, sự đấu tranh nghề nghiệp Hay là chuyên nghiệp struggle với sự đấu tranh đó không liên quan này giống nha cô b kiểu phó thành một cái vũ lực á cái lực gì đó đại đánh là cô b giống với violence rồi tiếp nha điều này có thể gây ra những cái vấn đề về thể chất và cảm xúc dài hạn cho phụ nữ cái ảnh hưởng chất lượng sống của họ rồi tiếp nha to achieve gender equality để đạt được uh, bình đẳng giới gender equality rất là quan trọng để promote thúc đẩy cái sự lãnh đạo phụ nữ đảm bảo cái tiếp cận công bằng cho giáo dục và cơ hội kinh tế và address giải quyết cái uh, bạo lực dựa trên giới tính Vì điều này cần thiết để tạo ra một cái xã hội công bằng just ở đây là công bằng mấy em bằng với fair giống với fair nếu mọi người có cơ hội công bằng để thành công ở à, chỗ này hình như đây đề cập tới gì ta giải dạ, pháp hả solutions rồi tiếp đoạn cuối nè gender equality bình đẳng giới là một cái vấn đề quan trọng mà cần được giải quyết để tạo ra một cái thế giới tốt hơn và hợp lý hơn cho tất cả mọi người rồi ở đây mình làm được câu số 43 em dễ yeah. ý nào sau đây không đúng theo cái bài đọc ý nào sau đây không đúng theo cái bài đọc đây câu a là phụ nữ thường được trả lương ít hơn so với đàn ông trong cùng một công việc rồi câu a có đề cập em phụ nữ thường được trả lương ít hơn không phải đáp án nha ờ, đề cập ở đây mấy em đây này Women haven't been less than men for the same job hãy đề cập chỗ đó nha Còn cái câu uh... Câu B thì sao Đã Has been no progress hả? Không có cái gì Không có cái gì em Không có cái uh... Sự tiến triển nào Được thực hiện Về uh bình đẳng giới hả? Ở đây câu B đáp án nè, no progress là sai nha. Không có cái sự tiến triển nào được thực hiện với bình đẳng giới là sai. Bởi vì trong bài đọc ở dòng này nè. Chỗ này mấy em. While well, progress has been made. À là đã được thực hiện nha. Trong khi sự tiến triển đã được thực hiện, mình có rất là nhiều thứ để làm. Là thực hiện là liên quan tới bình đẳng giới đó, là đã thực hiện rồi. Nhưng mà vẫn còn phải làm thêm nhiều, nhiều thứ. Nên ở đây là câu B nó ghi no progress là sai. Câu we'll C. Discrimination Cái việc phân biệt đối xử có thể hạn chế cơ hội nghiệp của phụ nữ Giới hạn cơ hội nghiệp Ở đây mấy em thì em Đây nè đây This can limit their career opportunities and hold them back Là chỗ đó nha Còn uh, câu uh, D thì sao Phụ nữ từ lâu là đối mặt với những cái thiệt thòi trong giáo dục và nên làm việc rồi, Có đề cập luôn Ở uh, đây em em Women have historically faced disadvantages like education and workplace. Rồi, làm được câu ý chính luôn, câu 39. Cái này dễ à. em để nè. Anh nói rồi nha, cái độ 1 rất 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 là quan trọng nha mấy em. Cái ý chính là anh nghĩ là phải tầm 99% là sẽ nằm vô cái độ 1 nha. Đọc, đọc ý chính mà không đọc độ 1 là tiêu đó nha. do vô, vô cái cái câu đầu tiên nè. Cái sự bình đẳng phụ nữ là một vấn đề quan trọng mà đã được thảo luận trong nhiều năm à, thiệt thòi gì đó mà vẫn còn nhiều thứ phải làm làm em đón đó là bắt tay giải bắt đầu nói về cái bình đẳng của phụ nữ là một vấn đề quan trọng đúng không hồi đoạn 2 thì chú ý đề cập một cái bất lợi đầu tiên là phân biệt đối xử ở làm việc của phụ nữ đoạn 3 là cái bất cập cái 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 khó khăn thứ hai phụ nữ phải đối mặt là gì đó nhưng mà tới giáo dục đoạn kế thì là bạo lực cũng là vấn đề khác phụ nữ kế nữa thì đề cập sơ sơ về giải pháp phải làm gì đoàn cố thì cũng nói mình đẳng giới là vấn đề quan trọng Thì chắc chắn ý chính bắt buộc phải nói về cái gì mấy em Women's equality, bình đẳng của phụ nữ đó. à, Mấy cái vấn đề nè Thì đây là cái cái, như cái tầm quan trọng đúng không Phải là một cái vấn đề quan trọng Cái bình đẳng của phụ nữ là một cái vấn đề quan trọng Thì chính xác nhất là câu A nha Câu A mấy em The importance of women's equality Đó, cái tầm quan trọng của bình đẳng của phụ nữ A Đó, để nè, chỗ này nè, rõ ràng nhất nè Women's mean is an important issue Đó, để cập thêm mấy cái khó khăn của phụ nữ phải đối mặt Câu B là tiếp cận giáo dục cho phụ nữ Ở à, Giáo dục chỉ đề cập một đoạn nhỏ thôi nha Câu C, bạo lực Dựa trên giới tính là việc à? Đề cập một đoạn nhỏ thôi Câu D, những giải pháp cho việc đạt được bình đẳng giới Cái solution mấy em Chỉ đề cập ở cái đoạn tí siêu 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 ở đây thôi à cái đoạn mấy đoạn kia đó có đề cập solution đâu đúng không cái bài đoạn này đề cập tới vấn đề của phụ nữ phải gặp rồi nên con này là con ai nha ok tiếp luôn nha ổn không hey em hey em thấy anh nói nhanh quá không nhanh quá không à con này nhanh quá không ổn mà đúng không Ở cái gì anh đăng lên youtube á mấy em mà thấy nhanh uh, tu tốc độ xuống không uh, chấm mấy à tiếp luôn nha ổn à cái này bốn câu B luôn hả ta bốn cung bê không sao đâu anh nghĩ là nhiều bạn do thấy bê nhiều quá chắc cũng ngại nhưng mà bốn câu bê bình thường nha rồi à, và đọc hiểu bảy câu Ờ à, đọc hiểu mấy câu thì anh thấy bài này khá là dài và câu anh nghĩ câu khó nhất ở đây chắc là câu uh... nói chung đề này đọc hiểu này thấy đỡ hơn cái đề hôm qua anh sửa phải Ủa, hôm qua thứ ba, thứ ba sửa đề gì ta? đề uh... à, hôm qua sửa đề gì quên luôn rồi. hình như bài đầu hiểu hôm qua khó hơn. à tiếp nha chat GPT. chat GBT là một cái mô hình ngôn ngữ state of the art. à cái này mấy em dịch là hiện đại nhất nha, tiên tiến nhất á, hiện đại nhất, state of the art kiểu hiện đại nhất. ChatGPT là một cái mô hình ngôn ngữ mà hiện đại nhất phát triển bởi OpenAI. Cái đề hôm qua hình như cũng có cái ChatGPT GPT gì vậy. Ở bài đọc năm câu. Đây, à, cái mà ngày càng phổ biến bởi cái gì mấy em? Versatility, cái này là mình dành là cái tính đa năng á. Versatility ngày càng phổ biến bởi cái tính đa năng và cái khả năng phản hồi với cái ngôn ngữ tự nhiên. Rồi, như bất kỳ công nghệ nào, ChatGPT có cả ưu điểm và nhược điểm, advantages and, disadvantages mà phải được xem xét. Ở đây có idiom em, check into account. À, cái góc của nó sẽ là check something into account là xem xét. Đang chân chi bị động thôi. Rồi, nói rồi nha, cái đoạn 1 rất rất là quan trọng em. Vô đầu 1 mấy em các nghĩ đây chính liền. Có thể thôi nha. Đang nói là một cái môn ngôn ngữ hiện đại gì đó phát triển với ai nó phổ biến do cái gì rồi đề cập chỗ này nè đây đây, đây. chat gpt có nhược điểm vụ điểm luôn thì mình đón đón xíu nữa vô đề cập tới ưu điểm và nhược điểm đúng không của chat gpt rồi một trong những cái ưu điểm chính của chat rồi ưu điểm nè là cái khả năng trong việc xử lý và phản hồi cái ngôn ngữ trong một cách tự nhiên và trực quan intuitive là trực quan á cái tính từ của chữ intuition thì, à, à, đây, đây là cái cái ưu à, cái điểm của nó nha mấy em đó xử lý phản à, ứng phản hồi thông tin phản hồi ngôn ngữ tự nhiên cái điều này làm cho nó adaptable thích nghi được với rất nhiều ứng dụng như là virtual assistants trợ lý ảo chatbot dịch vụ khách hàng và phiên dịch ngôn ngữ it anh cái câu này chắc nhiều bạn sai <laughs> cái câu này coi như chắc sai nhiều lắm á cái gì mấy em đang đón rồi đang đón đó nhìn chơi đầu kể à phút này nè ở đó, nó, nó, nó ở đâu đây hả mấy em để nè một trong những ưu điểm chính của chat GPT là khả năng xử lý và phản hồi thông tin Đọt là ra là như nó hết nghi được những ứng dụng gì đó thì đang chỗ này mấy em thấy tác giả đang nói về cái gì bây giờ đang nói về cái ưu điểm của chat GPT đúng không là một ưu điểm của nó là khả năng xử lý không xử lý ngôn ngữ gì đó là ưu điểm của chat GPT thì là gì đây nó cũng có thể tiết kiệm tiền và thời gian cho công ty bằng việc automating task việc tự động hóa công việc mà thường là cần cái uh, người lao động cần nhân lực lao động thì ở đây ít ở đây cái gì mấy em đây ở đây là cặp tới ưu điểm đầu tiên đúng không ưu điểm đầu tiên của chat gpt là xử lý gì đó thì cái ưu điểm của nó cũng có thể tiết kiệm tiền và thời gian cho công ty đúng không thì cái này là ưu điểm thôi ưu điểm của nó mấy em advantage nha cái ưu điểm đầu tiên của nó đó cũng có thể là là cái điểm của nó là ngoài là hết nghi được với uh, rất nhiều dụng thì ưu điểm của nó còn hãy tiết kiệm tiền và thời gian cho công ty thì it ở đây thế cho advantage nha of chat gpt ô oh. Nè, câu b nha câu b nha advantage of chat gpt rồi tiếp luôn nha em another advantage of chat gpt ưu điểm khác của chat gpt đó um, bạn uh, cái bạn gì ta tên gì qua này thanh thương nguyễn em thấy cái câu này không anh nói đời nè cái câu bà đọc điện nãy cũng thấy giống giống không em 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 để ý không advantage of nè cái bà đọc điện nãy cũng uh, advantage of nè em ta thấy không anh nói luôn nè anh nói đời đúng không cái này cũng là nói đời nè anh nói advantage of một cái uh, ưu điểm khác của chat GPT là khả năng của nó trong việc continuously learn trong việc học liên tục và cải thiện qua việc đào tạo lượng lớn dữ liệu thì điều này có nghĩa là cái mô đồ cái mô hình có thể ngày càng chính xác và hiệu quả trong uh, xuyên suốt thời gian dẫn tới cái trải nghiệm người dùng tốt hơn và cái improve efficiency cái hiệu suất được cải thiện <laughs> cửa lên nha để thấy bạn đăng sâu xét đăng sâu đặt tên này giống là set boy ta rule efficiency ở đây uh, efficiency là gì mấy em hiệu suất đúng không hiệu suất hiệu suất được cải thiện hoặc là cái sự hiệu quả cái tính hiệu quả efficiency 45 là câu c nha gần nghĩa nhất là câu c em effectiveness cái tính hiệu quả hay là hiệu suất á câu a excellence là cái sự xuất sắc à câu b fluency là sự trôi chảy câu d là cái tính chính xác accuracy thì câu C gần nhất với efficiency mấy em hiệu suất hay là tính hiệu quả rồi thì mấy em để cái đoạn highlight à, mấy cái quan trọng ấy đoạn này yếu đề cập tới mấy cái ưu điểm của chat GPT mấy em ưu điểm thứ nhất của nó là xử lý phản hồi ngôn ngữ tự nhiên vậy đó ưu điểm thứ hai của nó là học liên tục cải thiện liên tục luôn dựa trên dựa lớn dựa lớn cái dữ liệu rồi thì bắt đầu however oh, nghe cái mùi này là bắt đầu nói về ưu nhược điểm đúng không sau khi nó một hồi về ưu điểm thì mấy em thấy đoạn này bắt đầu nói về uh, nhược điểm uh, however cũng có những cái potential disadvantages cũng có nhược điểm những nhược điểm uh, tiềm tàng của chat gpt mà phải được xem xét mấy em để ý nè ở đây có thêm idiom take into consideration uh, cái gốc này sẽ là take something into consideration đó, là xem xét nó giống với uh, something into sin account xem xét rồi one concern đây là cái nhược điểm đầu tiên một cái mối lo ngại là cái khả năng của misuse sử dụng sai hay là lạm dụng công nghệ ở đây là cái uh, những điểm đầu tiên này như là tạo ra fake news thông tin giả hay là tiến hành uh, cái công mạng như những app hiện tại thì đây là cực kỳ đáng lo ngại bởi vì cái mô hình có thể tạo ra cái văn bản thuyết phục mà rất khó phân biệt distinguish sẽ là phân biệt á khó phân biệt từ cái nội dung tạo ra của con người rồi nói chung đây đang nói về cái nhược điểm đầu tiên là nó lạm dụng gì đó em công nghệ anh nói được concern bắt đầu nhược điểm thứ hai nè một cái mối lo ngại thứ hai là cái tiềm năng cho bias tiềm năng cho cái cái sự sai lệch đó bias kiểu như là cái sự sai lệch tiềm năng cho sự sai lệch trong ngôn ngữ nguồn uh, ngôn ngữ. Bởi vì nó được tạo tạo ra đã, đã tạo cái dữ liệu mà có thể chứa đựng uh, những cái sự sai lệch ngầm hay là không chính xác. Thì điều này có thể dẫn tới discriminatory responses, những cái phản hồi phân biệt đối xử hay là perpetuate, duy trì. Nên động từ này mình dịch là duy trì nhé duy trì những cái hành uh, kiến những cái sự sai lệch hiện hữu, đặc biệt là về những cái nhóm underrepresented underrepresented mấy em dịch là gì mấy em? Cái câu mươi uh, 48 Mấy em ráp đá mấy ABCD vô á Mình dùng được cái nào? Ở đây nè em để ý cái tiền tố under Under thường thường nó hơi hơi tiêu cực đúng không? À, kiểu như sao ta? Nó kiểu đánh giá hấp á Underestimate nè Underrepresented Những cái nhóm mà bị đánh giá hấp hả ta? Những cái nhóm mà không được đại diện Nó hơi hơi kiểu nó, nó kiểu đánh nó kiểu như là đánh giá hấp người ta nó đón đúng không đặc biệt là những cái nhóm mà không có người đại diện đánh giá hấp không trân trọng thì là cô b nha unappreciated thì cô b em là không được trân trọng cô a exaggerated mà dịch là phóng đại rồi cô c đầy đủ adequate cô d là không ấn tượng unimpressed rồi tiếp luôn nha For the more hơn nữa thì the deployment cái việc triển khai á, ChatGPT cũng có can hưởng lên thị trường công việc rồi đây đang đề cập thêm một cái gì là ta cái à, nhược điểm tiếp theo là ảnh hưởng tới thị trường làm việc bởi vì nó cứ thay thế con người trong một vài cái ngành công nghiệp phải à, gây ra mất việc hay là giá làm tạo tệ hơn những cái sự b, bất bình đẳng hiện hữu rồi nói chung là cái đồ này đang đề cập tới mấy cái nhược điểm á này nhìn đến đầu tiên nè nhìn điểm thứ hai ở đây điểm thứ ba đây Rồi anh thấy mình làm được câu số 46 Anh nghĩ cái bài đọc hiểu này mấy em Cái câu khó nhất chắc là câu 46 á Thực sự luôn Gọi là khó nhất trong 7 câu này 46 là khó nhất nha Khó hơn 49, 50 Nhưng 50 thấy dễ 46 phải biết từ vận mới làm được à em coi này câu này mình chọn cái gì mấy em 46 là phải khó hơn mấy câu kia nha Hơi bị đánh luôn Thầy đồng 3 <laughs> chat GPT có thể như đây gì có thể thôi nha rồi để chọn gì đây câu A là Thay thế con người ở mọi lĩnh vực để nè all industries trong bài đọc có gì mọi lĩnh vực không không có không đây 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 vì triển khai chat GPT có ảnh hưởng lên cái thị trường công việc bởi vì nó có thể thay thế con người in certain industries để nha in certain industries trong một vài cái ngành công nghiệp certain đây là một vài em là nhất định đó nhất định hoặc là một vài nghĩa là trong một trong uh, những ngành công nghiệp nhất định hay à, trong một vài ngành công nghiệp là một vài thôi nha còn on là sai b là dẫn đến giáo viên bên bờ vực bị sa thải à bị smith ở trong bài đọc Ủa, cái này có đề cập giáo viên không ta à không không đây cập giáo viên luôn rồi, nghe chủ yếu là mấy em sẽ bị stuck ở câu C, câu D Để nè, câu C thì mấy em xem thôi Có đúng không? Uh, fake là làm giả Làm giả mô hình ngôn ngữ con người hoàn toàn Để nha, mấy cái đoạn từ này nó hơi nguy hiểm á Hoàn toàn, mấy em coi coi trong bài đọc có ghi là fake completely không? Fake completely Có phải làm giả hoàn toàn được cái ngôn ngữ, ngôn ngữ con người không? có hoàn toàn được không phai hoàn toàn nghĩa là là, là là là, kiểu không phân biệt được nha để cái chỗ này nè em Ờ uh, cái này là cái nhược điểm đầu tiên đúng không một lo ngại là khả năng uh, sử dụng sai hay làm dụng công nghệ như là tạo ra tin giả cái này chưa được cập tới tạo ra ngôn ngữ của người Ê, à? chỗ này nè đọc kỹ chỗ này nha this is especially concerning đây thực sự đáng lo ngại bởi vì cái mô hình có thể tạo ra convincing text cái văn bản thuyết phục mà khó phân biệt từ cái nội dung tạo ra con người mấy em để chỗ này đang ghi lại gì đây Dif uh, difficult to distinguish khó phân biệt nó có giống với cái câu C không uh, cái chat GPT có thể tạo ra cái văn bản mà rất khó phân biệt khỏi cái nội dung tạo ra con người khó phân biệt để nha khó phân biệt có nghĩa là vẫn có thể phân biệt được đúng không khó phân biệt kiểu như là vẫn có thể phân biệt được vẫn có thể phân biệt được nha chứ không hoàn toàn là không phân biệt được cái câu c nó ghi gì làm giả cái có thể làm giả ngôn ngữ con người hoàn toàn luôn nếu mà câu c nó ghi như vậy á làm giả mô hình ngôn ngữ con người hoàn toàn có nghĩa là mình không phân biệt được nha là trăm phần trăm là không phân biệt được trong khi đó câu đề nó ghi là difficult to distinguish rất khó phân biệt có nghĩa là vẫn có trường hợp mình phân biệt được nha. Kiểu như là tầm 90% hết em. 10% còn lại mình vẫn có thể phân biệt được. À nó không hoàn toàn nha, nó không có tuyệt đối. Câu C nó ghi completely là nó nhấn mạnh cái tính tuyệt đối luôn ạ, hoàn toàn luôn. là câu C là sai. Mấy câu này là câu D mới là chính xác nhất. Rồi mấy em coi người ta dùng synonym nè. Câu D là duy trì những cái uh, biases duy trì những cái uh, sự sai lệch hiện tại, duy trì những cái hành hành kiến sai lệch nhiều thì những cái hành kiến hiện tại thì em kiếm trong bài đọc động từ nào nó giống bài động từ mình xem ở đây này mấy em ờ... Để, đây 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 này nha thế này đây là liên quan tới cái những điểm thứ hai của chat gpt à, là liên quan tới cái bias đó, thành kiến gì đó sự sai lệch đào tạo những cái uh, sự sai lệch ngầm gì đó điều này có thể dẫn đến những cái phản hồi phân biệt đối xử hoặc là đây chỗ này nè cái động từ perpetuate mấy em nhớ cho anh mình dịch là duy trì nha duy trì duy trì duy trì những cái thành kiến hiện hữu thì perpetuate ở đây nó sẽ bằng cái động từ mình xem ở đây á bằng duy trì hả existing hiện hữu bằng với current biases sẽ nó giữ nguyên rồi đó thấy không xin năm xin không nhạc của đây nha nghe không nghe không <laughs> là phải học từ dựng nhiều vô nha best way là duy trì á nên câu này là câu đề rồi thôi lọc tiếp câu cuối luôn nha in conclusion nói uh, tóm lại là sao đây à, trong khi chat gpt có nhiều cái lợi ích có nhiều cái lợi ích về xử lý ngôn ngữ và máy học nó là quan trọng để xem xét và giải quyết những cái potential drawbacks những cái nhược điểm tiềm tàng như là cái khả năng sử dụng sai uh, hành kiến hay ảnh hưởng lên cả thị trường công việc thì để đảm bảo cái sự phát triển có trách nhiệm và việc triển khai công nghệ này nó quan trọng đầu tiên ethics đạo đức tính minh bạch transparency và việc tạo ra những cái giải pháp inclusive uh, giải pháp toàn diện và equitable công bằng như chỗ này đang cập tới giải pháp rồi chỗ này đang cập tới giải pháp rồi chốt một hồi tới giờ cũng nói về chat GPT có ưu điểm và nhược điểm đó thì mình giải pháp là mình lên làm cái gì đó làm đoạn 49 mấy em Ý nào sau đây không đúng về chat GPT hay bài đọc con này thì nó dễ à, uh, câu A là nó có thể được sử dụng cho trợ lý ảo cái này anh chọn câu sai nha câu A có được cập không phải đáp án trợ lý ảo thì đề cập ở đây mấy em đây này this makes it highly adaptable to a wide range of applications such as virtual assistants đó trợ lý ảo chỗ đó còn câu B thì sao? It is incapable of Incapable of mình dịch là Không có khả năng À của B dịch là không có khả năng nha Của B là nó không có khả năng học và cải thiện Qua việc đào tạo lượng lớn dữ liệu Có phải là không có khả năng không? Không có khả năng B sai em B đáp án nha B đáp án Không có khả năng học và cải thiện qua việc đào tạo lượng lớn dữ liệu không khả năng là sai vì trong bài đọc uh, học và đào tạo à, uh, học và cải thiện à hai chỗ này đúng không à? một cái ưu điểm của nó another advantage of chat gpt is là khả năng trong việc học liên tục và cải thiện qua việc đào tạo lớn dữ liệu là cái này nó có khả năng uh, học liên tục và cải thiện nha trong khi đó cái câu uh, nó ghi là incapable không có khả năng trong việc học và cải thiện là sai Câu B đáp bán. Câu C nó có hay dẫn đến mất việc. Dẫn đến mất việc hả? Có đề cập nè. Công việc này em. This could potentially lead to job losses or exacerbate existing inequalities. Còn câu D nó được đào tạo dữ liệu mà có thể chứa những cái thành kiến ngầm hay là không chính xác. Câu D thì đề cập ở đây. À. Đâu rồi ta. À đây đây, cái này mấy em. city trinodator, data bạn content implicit biases or inaccuracies là chỗ đó nha. Còn 50, 50 anh thấy cũng ok, 50 thì anh thấy nó vẫn đỡ hơn câu kia. cái này sau đây suy luận từ cái bài đọc. Nhớ là suy luận là phải đề cập trong bài đọc nha. Câu A là sáng tạo làm cho công nghệ hạn bị hạn chế. Trong bài đọc có ghi không? Cái việc tạo ra hả? Cái sự sáng tạo làm cho công nghệ hạn chế, không có đề cập. Câu B công nghệ sẽ thay thế loài người. Trong bài đọc có ghi là khẳng định là công nghệ sẽ thay thế loài người không? Có khẳng định không em? Câu B nó ghi như vậy là nó khẳng định là công nghệ sẽ thay thế con người thôi. À không có nói mấy em, không, không có đặt khẳng định là sẽ thay thế con người nha. Câu C ethics đạo đức là một trong những cái giá trị quan trọng, ghi là quan trọng á mà giúp cho việc phát triển công nghệ hiện đại. Rồi câu C đúng mấy em. Thì em kiếm nó bài đầu quá. Cho nên là gặp ethics đạo đức đây nè, đây đây, đây em để ý nè. Người ta sẽ paraphrase lại cái câu lại Câu này nó ghi là gì? Đạo đức là một trong những cái giá trị quan trọng giúp phát triển công nghệ đúng không? Thì mấy em kiếm trong cái chỗ đó cho này để cảm thấy key values, giá trị quan trọng và phát triển công nghệ nữa. Này chỗ này đúng không? Để đảm bảo cái responsible development đảm bảo sự phát triển có trách nhiệm và việc triển khai công nghệ này nó rất quan trọng để prioritize ưu tiên đạo đức tính minh bạch rồi tạo ra những cái giải pháp toàn diện gì đó thì nghĩa là ethics đó là phải ưu tiên đạo đức á nghĩa là đạo đức là một trong những yếu tố rất quan trọng để cho sự phát triển công nghệ đúng không à đó nó giống như vậy em đó một trong những cái giá trị quan trọng đó, mình phải ưu tiên mà phát triển công nghệ hiện đại nên câu này là câu c ưu D chat gpt phần lớn primarily là phần lớn chủ yếu có lợi cho những nhóm mà underrepresented sai có lợi không ở đây ghi hại mà có lợi đâu dẫn tới những cái phản hồi nè phân biệt đối xử đặc biệt là những nhóm này có lợi đâu có lợi có hại nhá rồi mình làm được câu ý chính luôn mấy để nè cái đầu một nó về gì đầu ý chính bắt buộc phải đọc cái đầu một em vô nói chat gpt là mô hình ngôn ngữ gì đó phải chuyện bởi ai rồi cái dòng cuối cùng của đầu một đây đây như bất kỳ công nghệ nào chat GPT có ưu điểm nhược điểm luôn phải xem xét rồi đó là đoạn ưu điểm nhược điểm đoạn 2 là toàn nói về ưu điểm của chat GPT và khả năng làm gì à lẽ đầu tiên cái này ưu điểm thứ hai của nó là làm gì đó đoạn 3 thì cập tới nhược điểm của nó nhược điểm đầu tiên là này nhược điểm thứ hai đây nhược điểm thứ ba đây cái đoạn cuối tác giả phân tích một hồi tác giả vẫn chốt lại là chat GPT có nhược điểm ở đây và ưu điểm luôn. À, không Ờ, ưu điểm ở đây và nhược điểm luôn rồi đề cập siêu xíu giải pháp để uh, làm nó tốt hơn thì chính chắc chắn phải đề cập tới cái gì em ưu điểm và nhược điểm của chat gpt Câu B pros and cons of chat gpt pros and cons mình dịch là ưu điểm và nhược điểm nha ưu điểm và nhược điểm của chat gpt nó kể advantages and disadvantages Qua a new era, một kiểu nguyên mới của chat GPT. Câu C là ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ lên cái mộ... thị trường làm việc hả? Ở đây là ưu điểm mà sai. Câu D, versatility, cái tính đa năng và khả năng của chat GPT. Rồi, à, anh có hiểu câu nào không ta? à cháu ok mấy em đây em mắc gì không đây này à. anh ở đâu vậy ở bến tre hả bộ giọng anh giống ở bến tre đó hả trời giọng 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 bến tre là ở miền tây hả ta ủa bạn đang xem hôm nay có bạn nào miền bắc không mấy em có bạn nào miền bắc không nhớ cái hồi anh ra Hà Nội Giọng của mấy bạn miền Bắc nghe đúng lạ luôn Kiểu giọng ngọt lắm nha Nghe nữ giọng ngọt lắm Nghe đã đã sao à, Em miền Bắc hả Thật <laughs> <laughs> ra, ra miền Bắc mới thấy giọng nó khác ở, ở miền Nam, miền Trung Miền Trung cũng khác nữa Anh ở miền Nam á, anh đâu ở miền, ở miền Nam á em bánh trẻ em có giọng sao đó <laughs> Nghe hỏi giọng nè Có say rồi Hồi hộp qué. Ủa mà em 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 ở tỉnh nào ạ à? miền bắc có tỉnh nào em anh à, cũng có quê ở miền bắc nè anh hay là lúc mấy giờ à? anh à, anh chắc like tùy hứng á Dạ hờ hờ lại bữa tối ạ. À. Bình thường, thường lại bữa tối. Thường thường hết. Ừ lại bữa tối. Thường chắc là tầm 7 giờ em. À lộn, 7 rưỡi 8 giờ á. Bình thường, thường là 7 rưỡi 8 giờ nha. Rồi à, thôi được rồi nha. Thường chắc được không em ớt like nhé, thấp nha. Sao <laughs> sẽ biết anh like hả? À? Thì thường thường anh like buổi tối á. Cái lâu lâu anh có đăng lên đăng đề lên group mà, anh có đăng đề lên group nó là mấy giờ like á? Thường thường là anh like hứa thứ mấy ta thứ ba hả thứ ba thứ tư thứ 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 bảy hay là chủ nhật gì nữa đó anh <laughs> có đăng lên bay đó ok hoa được rồi nhớ em à, đi ngủ ở à, lâu là... đang đang hộp bài đi nha à, ổn nhá ha Rồi nha, bye bye mấy em nha. Tạm biệt nha. Cố lên nha. Cố lên nha. Bye bye nhé. See you again. Tạm biệt. Cố lên. Yo, cố lên nha. Bye bye.